Hai lần trúng sổ số, số trong vòng hơn một năm, mỗi lần giải thưởng trị giá 10 triệu đô la Mỹ. Người đàn ông này là một trong số ít những người may mắn nhất thế giới. Ông Werner Murray, 63 tuổi, ở Brooklyn, New York, Mỹ, là người may mắn hiếm có khi hai lần trúng giải xổ số, số tới 10 triệu đô la Mỹ. Điều đáng nói là hai lần trúng số của ông diễn ra chỉ trong vòng hơn một năm và tổng cộng ông Murray trúng được 20 triệu đô la Mỹ, khoảng 484 tỷ đồng. Cả hai lần, ông Murray đều mua sổ số, số cào trị giá 30 đô la Mỹ khoảng 720.000 Việt Nam đồng tại một cửa hàng tiện ích trên đường Avenues Brooklyn. Sau khi trừ thuế, ông Murray nhận về mỗi lần 6 triệu đô la Mỹ. Tổng cộng số tiền ông nhận được là 12 triệu đô la Mỹ, khoảng gần 300 tỷ đồng. Mặc dù đột ngột có số tiền lớn, nhưng ông Murray không hề thay đổi, vẫn thường xuyên tới cửa hàng tiện lợi mua sổ số, số như một thói quen. Ông coi chơi sổ số, số là thú vui của mình.